em xin giới thiệu với các quý vị anh chị. Bạn của em cần bán lô đất ngang, diện tích là 10 sâu 24, vị trí gần Ủy ban Nhân dân xã An Viễn, bên hông đường y tế xã ra khu công nghiệp Giang Điền, cách mặt tiền đường Phùng Hưng 500m, còn gọi đường Trảng Bom An Viễn, cách khu công nghiệp Giang Điền 500m, đầy đủ tiện ích. Nơi đây đang phát triển, vị trí tại ấp 3, xã An Viễn. Anh chị em nào quan tâm bất động sản tại khu vực huyện Trảng Bom, giáp Vành Đai, khu công nghiệp Giang Điền thì hãy đăng ký kênh để nhận nhiều video mới liên quan khu vực đất, nhà, vườn, nhà xưởng tại Vành Đai, cảng hàng không quốc tế Long Thành. Giờ đây em xin đọc thông tin quyền sử dụng đất cho các quý vị cùng xem nhé. Tờ bản đồ số 3, thửa 2374, diện tích là 250m2. Trên đất có 100m thổ cư, đất được nằm trong quy hoạch đất ở phun màu hồng, mặt tiền đường nhựa nha các quý vị, rất phù hợp cho các anh chị để xây nhà trọ hoặc để làm ký ốt, xây nhà nghỉ, đón đầu với khu vực đang phát triển tại địa điểm này ha. Giờ thì em xin mời tất cả các anh chị xem quyền sử dụng đất được cấp tại huyện Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai. Để không mất thời gian các quý vị đi test quy hoạch thì em cũng đã xem quy hoạch khu vực và em sẽ chia sẻ tại video này luôn cho các quý vị cùng xem luôn nhé. Em sẽ đánh dấu cái vị trí lô đất trên cho các quý vị để tìm hiểu. Với giá bán hiện tại bây giờ là ngày 15 tháng 1 2022 là 2 tỷ 650 triệu. Và sau này có chuyển nhượng hoặc là có thay đổi giá như thế nào nữa thì em sẽ thông báo cho các quý vị sau ha. Để kết thúc video này, quý vị anh chị nào quan tâm thì hãy đăng ký kênh và subscribe. Để lại số Zalo, em sẽ gửi tất cả những thông tin khu vực cho tất cả các quý vị nhà đầu tư bất động sản để tìm hiểu nhé. Giờ đây em xin chân thành cảm ơn, xin chúc tất cả các quý vị một năm mới bình an và hạnh phúc, luôn luôn được công việc miên man. Ngoài ra anh chị em nào quan tâm đất xào, đất Vành Đai, cảng hàng không quốc tế Long Thành thì alo em nha. Giờ đây em xin đọc thông tin 6.261m2 thửa đất tại vị trí xã Cẩm Đường. Tờ bản đồ số 3, thửa đất số 258. Vị trí tại xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, diện tích 6.261m2, hiện trạng đất nằm trong quy hoạch đất trồng cây lâu năm. Giá bán hiện tại bây giờ là ngày 28 tháng 12, 2021, 1 tỷ 550 triệu một sào, diện tích là 6.261m2 nha các quý vị nha. Đây là giá bán hiện tại, còn sau này bán như thế nào nữa thì em sẽ chia sẻ thông tin sau này cho tất cả các quý vị để tìm hiểu thêm. Vị trí đất là cách mặt tiền Hương Lộ 10 hơn 1km và đường cầu Mên. Vị trí khu này là đầu cửa đông phía đông cảng hàng không quốc tế Long Thành nha các quý vị. Hiện giờ khu vực này tương đối là đang là sầm uất. Với giá đất hiện tại bây giờ đầu tư rất là phù hợp cho các doanh nghiệp để đầu tư làm kho bãi hoặc nhà sản xuất kinh doanh sau này cho thuê khu vực tại xã Cẩm Đường là phù hợp nhất nha các quý vị. Và em sẽ đưa sổ thông tin quyền sử dụng đất cho tất cả các quý vị cùng xem và tham khảo. Anh chị em nào muốn lấy thông tin thì chụp lại màn hình hoặc là cập nhật số Zalo là 0982687668 thì em sẽ gửi tất cả thông tin pháp lý sổ sách qua cho tất cả các bạn, các anh chị để tham khảo và định hướng đầu tư bất động sản tại xã Cẩm Đường, một vị trí trong khu vực phát triển tiềm năng nha. Anh chị em nào mà muốn tìm hiểu thị trường bất động sản tại cảng hàng không quốc tế Long Thành, đất nhà xưởng, kho bãi, đất nhà nghỉ dưỡng thì hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin nha các quý vị. Giờ đây xin chân thành cảm ơn, xin kính chúc cho các anh chị luôn luôn được bằng an.